Ơi, thấy nó dễ thương dễ sợ chưa? Đó. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Hoàng Oanh xin phép được quay trở lại để hầu chị quý bà con chúng ta trong một cái chuyên mục chuyên về cây sinh thái. Mấy hôm nay thì Oanh hay tư vấn quý bà con chúng ta chuyên mục là trồng cây sinh thái. Bà con hay hỏi Oanh là Oanh ơi bây giờ trồng cây gì mà cho nó nhanh trái mà nó trái nó đẹp. Trái mà để sinh thái thường thường Oanh thấy là nó chuộng về màu sắc, giống như là vú sữa mica, vú sữa hoàng kim, rồi cây ổi tím, cây ổi cẩm thạch, rồi cây ổi dứa, những cây độc lạ, cây cherry resin. Đó, cây lựu đỏ Ấn Độ thì phía sau lưng quanh cũng là một cái loại trái cây có màu sắc rất là rực rỡ để quý bà con chúng ta có thể đồng làm cây sinh thái. Đây à, mời quý bà con chúng ta cùng theo chân quanh để khám phá thêm loại này. Trời đất ơi, cái này kêu bằng cái xoài tím nha bà con nha. Vườn này của anh thì cũng làm mai xoài tím, bà con thấy nhìn thấy rất là đẹp luôn ha, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ to. Để quanh đo cho quý bà con chúng ta xem nha, trái thì dài cả gang luôn và cái màu tím rất là đẹp, và đặc biệt bạn này có trái rất là sớm. Khi còn nhỏ thì bạn ấy cũng có màu xanh giống như các loại khác nha, rồi chừng chín thì bạn ấy sẽ bắt đầu tượng hình hồng 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 vậy đó bà con, thấy cưng dữ lắm cưng ạ. À, đó cưng ghê, ghê dễ cưng ghê chưa. Đây coi cái trái dưới này đi. Rất là dễ thương nha bà con ha, rất là dễ thương đây luôn ạ. Màu tím rất là mộng mơ nha bà con nha, màu tím cực kỳ mộng mơ. À, cái loại này để quý bà con chúng ta làm sao ạ? Để quý bà con chúng ta làm vườn sinh thái ha, làm vườn sinh thái nó rất là hợp luôn nha bà con nha. Và đặc biệt cây xoài tím Ngọc Vân này á, rất là nhanh trái, rất là sai trái, bà con sai trái lắm, xiên trái ghê hồn luôn, nên bà con chúng ta cứ thoải mái, chúng ta trồng loại này ở nhà 2 cây 3 cây cũng được. Mà đặc biệt là cây xoài á, nó cũng mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt. À, nhà quanh cũng vậy, hồi xưa có cây xoài bông mùa mưa rồi đó, cơ cái trái này nó to, bà con coi nè, nó to vải chưởng luôn á. Ây da, ây da, ây da. Ôi dài hơn 20 cm luôn, dài hơn cái tay của quanh luôn á, mà cái vòng ngang cái eo của nó cũng to lắm nè. Đó bà con thấy không, rất là to, mà cái gốc xoài này nó cũng nhỏ thôi, không phải lớn lắm đâu. Bà con thấy nó trĩu quả, hồi nãy là anh nói là mới hái một số để cho những cái người bạn hôm qua vui chơi rồi đó, chứ đáng lẽ là cây này nó còn sai hơn nữa đó bà con, sai hơn rất là nhiều luôn á. Đó bà con thấy chưa, đẹp không nè, nhìn kỹ vô nha, nhìn kỹ vô nha, nhìn thấy lộng lẫy con bà bảy luôn à, thấy rất là dễ thương, rất là dễ thương. Thêm đây nữa nha bà con, thêm đây nữa nè, đó trời đất ơi, thấy nó dễ thương dễ sợ chưa. Đó đấy, rất là dễ thương ha bà con ha, rất là dễ thương. Xoài tím Ngọc Vân nha bà con nha, trồng tầm khoảng 5 rưỡi có trái, xoài ghép trồng khoảng 5 rưỡi có trái, trái to trái tím ăn cũng ngon nha bà con nha. Ruột vàng ăn cũng khá là ngon, ăn sống cũng được, ăn chín cũng được, ngọt chứ không có chua, ngọt ngọt chua chua chứ không phải là chua lè chua lét giống như xoài bao mùa mưa của mình đâu bà con ơi. Nói tới đâu là chảy nước miếng tới đó luôn á bà con, tại vì cái độ chua ấy thấy cũng thèm á. Trời ơi, nhìn hai cái trái xoài này thấy cưng gì đâu á, buổi chiều tà rồi nha bà con nha. Buổi chiều tà rồi nên là cái màu tím của bạn ấy không còn mộng mơ như buổi sáng nữa, nhưng mà ở ngoài á là bà con thấy ghiền liền. Quanh là quanh ghiền luôn á. Nhìn rất là ghiền luôn, trời nhìn cái trái xoài này nè. À, đỏ lên xíu nữa là giống xoài đỏ Nhật Bản ha bà con, xoài đỏ Nhật Bản một trái về chắc cỡ nửa triệu á. Một trái về chắc nửa triệu ha. Xoài đỏ Nhật Bản thì theo cái quy trình rất là chuẩn chỉnh nên là bạn ấy cao thì cũng có cái giá trị riêng của bạn ấy. À, còn đây là xoài tím Ngọc Vân, xoài tím Ngọc Vân của Việt Nam chúng ta, nhìn rất là dễ thương, màu sắc cực kỳ sặc sỡ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Bà con chúng ta trồng mà sinh thái chúng ta cần có những cây mà sớm trái, dễ chăm sóc, cây này hầu như là không xử lý phân thuốc gì hết, tự nó ra nhiều mình hưởng bấy nhiêu thôi bà con. Và thêm cái màu sắc rực rỡ này nữa thì ai vô đây người ta cũng thích được chụp hình, chụp hình với xoài tím Ngọc Vân. Trời ơi, cái xoài này lạ lắm nè em ơi, hôm bữa anh đi cái vườn sinh thái đó anh thấy anh chụp hình nè, trời ơi thấy lạ không em, thấy lạ không, cái đó cái màu tím nè thấy cưng không đó. Thì đó là những cái giai thoại, là những cái người khách của mình khi mà họ đến, họ có thể là chúng ta làm sinh thái có thu vé hoặc là chúng ta là cây sân vườn thôi, thì chúng ta vô thì chúng ta cũng nhận được cái mặt nở rất là nhiều hoa của những cái người bạn bè của mình, những cái người khách của mình, họ vô họ thấy họ thích họ chụp hình. Đặc biệt là những quý cô chúng ta mặc váy ha, váy trắng hoặc là áo dài trắng, những cái nền nhã 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 đó, chúng ta chụp với những cái màu sắc sặc sỡ như thế này thì thiệt là tôn dáng nè, tôn da, tôn lên cái gương mặt xinh đẹp thanh tú của quý cô luôn.
nên là Oanh rất là thích nghiên cứu những cái cây sinh thái, và nhìn thấy cái cây sồi tím này thiệt sự là chịu không nổi, muốn ăn liền luôn á. Nhưng mà cũng rất là tiếc, tại vì nó đẹp quá, mình muốn để trên cây cho nó xinh lung linh vậy. À, xinh lung linh vậy đó, bà con thấy nguyên một cây luôn. Mà năm nay là Oanh thấy nó bớt sai hơn năm rồi đó, chứ năm rồi còn sai hơn nữa nha bà con nha. À, nhưng mà tuy nhiên bà con thấy là nó cũng có nhiều cái màu sắc ở trên cây để chúng ta thấy thú vị đó. Cái trái này là chưa chín nè, cho nên nó chín chín cái rồi nó chuyển 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 qua tím nè, là chúng ta biết nó chín nè. Giống như cái lựu đỏ Ấn Độ vậy bà con, khi nó còn giai đoạn sinh trưởng của trái á, thì bắt đầu nó vậy, cái nó chín bắt đầu nó ửng 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 đỏ ra, là bên trong nó đang hình thành cái sắc tố đỏ bên trong đó nha bà con nha. Đó, bà con thấy không? Nhiều thôi là Quanh đã cảm thấy rất là thú vị rồi. Cuộc sống có cần gì đâu bà con, cuộc sống mỗi ngày chúng ta đi làm chăm chỉ, làm những điều thiện lành, nghĩ những điều thiện lành, lắng nghe những điều tốt đẹp từ những người khác, và được thưởng thức những cái món ăn tinh thần tuyệt vời như thế này. Có thể là cái trái xoài này không ăn cũng được, nhưng mà thực tế là trái xoài tím Ngọc Vân ăn cũng khá là ok. Cộng thêm cái màu sắc sặc sỡ như thế này nữa thì còn gì bằng, đúng không quý bà con ơi? Những quý bà con nào hoặc những quý chủ đầu tư nào đang nghiên cứu về cây sinh thái, cây cảnh quan và những cái cây để mà chúng ta tạo cái điểm nhấn cho farm stay, cho homestay của mình, cho farm homes của mình, thì bà con đây cũng là một trong những cái cây rất là thú vị để quý bà con chúng ta có thể sưu tầm. Những cái cây thường Quanh tư vấn cho những cái đơn vị chủ đầu tư về dự án sinh thái là Quanh sẽ tư vấn những cây có màu sắc sặc sỡ, mau có trái quanh năm, hoa đẹp, hoa rực rỡ luôn, và đặc biệt là có mùi thơm nữa thì càng tốt. Thì cây xoài thì bà con cũng biết rồi, cái mùi thơm của hai xoài nó cũng đặc trưng lắm, rất là dễ thương. Đó, cộng thêm cái gió lai 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 như nữa, chúng ta thấy cuộc sống rất là thú vị đúng không ạ? Chào quý bà con thân yêu, đây là một trong những cái video mà Quanh chia sẻ với bà con chúng ta riêng về cái xoài tím Ngọc Vân, một cái loại mà chúng ta làm kinh tế thì Quanh thấy cũng không có làm kinh tế mạnh lắm, nhưng mà nếu mà nói về sinh thái mà trồng nguyên một cái bệ toàn bộ là màu tím như thế này không thì quá trời là rực rỡ luôn nhé. Chúc quý bà con chúng ta luôn luôn tìm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống, và sẽ sớm chọn ra được những cái danh mục cây giống đầu tư cho mình để tạo ra một cái khu vườn sinh thái, một cái dự án sinh thái rất là rực rỡ, bắt mắt và tạo ra nhiều điều thú vị hơn nữa trong cuộc sống nha. Mình xin phép chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo ạ.